vấn đề như ngày nào? Vấn đề như ngày nào? Nào, quan đầu sẽ giới thiệu cho các bạn nào mà coi như là bị cái bồn cầu mà nước nó không xuống như thế này. Cái bồn cầu này hồi nãy là coi như là toàn là phân không à, phân người à, mà bây giờ mình đã bốc sạch rồi à, mình sợ quay thì thấy nó ớn lắm, chỉ một mình ớn thôi đó. Thì bây giờ là các bạn thấy nè, đó nước xả không xuống. Và bây giờ mình sẽ thao tác để cho các bạn nghe. Cái này thì trên mạng thì người ta bày nhiều lắm rồi. Thôi bây giờ mình cũng đã làm mấy cái cầu như thế này rồi. Bữa hôm nay nó sẽ là có một cái sự cố lại. Bây giờ mình sẽ làm ở đây cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình phải lao cái này cho nó khô. Lao khô. Lao khô. Và tại vì lát nữa là mình có cái thủ thuật là mình dán cái băng keo, dán băng keo. Các bạn thấy đó. Đi nhiều thứ quá khổ thêm đó, là khô rồi. Một cái tinh gì à, nếu mà nó đầy quá hoặc là có phân thì các bạn phải múc phân ra, là các bạn múc phân ra. À, bây giờ nước này là hồi nãy có người đem đổ đem xả coi như nó đầy, bây giờ mình phải múc ra à, mình múc ra bớt à, múc ra bớt đi. Giờ cái xô các bạn sẽ thấy. Các bạn à, tiếp đến là cái cộng đoạn này, này cộng đoạn này, cộng đoạn này là dán cái băng keo trong à, băng keo trong từ bên kia qua bên đây à, dán thật kỹ. Các bạn thấy mình đã, các bạn thấy là mình đã dán được một nửa này à, băng keo à, từ bên này qua bên kia à, coi như chồng lên nhau à, mình phải chồng lên nhau. Đấy. Các bạn thấy mồ hôi nhễ nhõi biết nhiều cái quá là làm khổ. À, bây giờ mình lại bỏ tiếp à. Đây là mỗi lần đi về là mệt lắm. Nếu mà lát nữa là mình phải kiểm tra lại ha, mình phải kiểm tra những cái mối chồng lên nhau, mối chồng lên nhau là nó không kỹ, nó không chín, là coi như lát nữa là mình làm rất khó rồi. Đó, cho nên là những mí này, mấy cái mí đó, mí sát nha. Rồi bây giờ để mình tắt máy mình làm tiếp tục. Rồi nãy giờ là mình làm cũng sắp hết rồi. Tắt đây rồi. Rồi đó. ai biết nhà sĩ Quang Đẩu đâu làm cái thứ này. Qua trời. Bây giờ là mình đã dán xéo à, dán xéo lại à, dán xéo từ này qua đó. Lại. Nó kỹ.
này. Nó sẽ gây cái áp lực mạnh từ trên này nó phần nó lúc nó mình nhồi nó làm sẽ xen hơn, không biết là cái chuyện này nó có thành công hay không, không biết coi có thành công hay chưa. Bây giờ mình cứ làm. Bước một là mình múc nước phân ra sạch sẽ, mình cho vô cái xô đây, mình đi đổ và làm sạch cái bồn cầu. Rồi mình làm nước làm sao cho nó bớt đi, nước sạch ở trong bồn cầu cho nó bớt đi. Rồi bước thứ hai là bắt đầu mình dùng băng keo trong, mình dán kín như thế này. Đó, các bạn dán kín, phủ kín luôn. Đó, phủ kín. Bây giờ mình sẽ làm bước thứ ba. Bước thứ ba là mình sẽ nhấn, mình sẽ nhấn cái này cho nước xuống, và nước xuống thì nó gây một cái áp lực từ trên, thì cái này mình sẽ nhồi, thì để mình làm thử cho các bạn xem thử nha. Nó sẽ phần lên đó như vậy đó các bạn. Bây giờ mình nhồi. Không biết là cái gì. Đó, nhồi như thế. Thành công rồi các bạn. Rồi, nước nó xuống hết luôn. Rồi, mình nhồi qua cái áp lực đó, nước nó xuống hết luôn. Rồi, các bạn thấy không? Đó, nước nó xuống để mình gỡ ra cho các bạn xem. Mồ hôi nhễ nhõi các bạn. Đúng không? Bây giờ nước nó xuống rồi. Bây giờ mình đang gỡ. Đúng không? Các bạn thấy thành công nè. Rồi, các bạn thấy thành công chưa? Chảy bình thường. Thành công rồi các bạn. Thành công đó. Nước cứ chảy à, nước cứ chảy ra. Bây giờ mình xả nè. Các bạn thấy anh nước cứ chảy đây hả? Đúng là làm tầm bậy. Gặp Phan Liêu là cái gì cũng làm tầm bậy đó. Hát cũng tầm bậy, đàn cũng tầm bậy, rồi làm ô xin cũng tầm bậy luôn. Mà thấy chưa? Như vậy cái kinh nghiệm cuối cùng, khi mà các bạn xả xong rồi thì cái này gọi là yếm khí này, chứ không ai nhé gì hết á. Cái này gọi là yếm khí, bồn cầu sau thời gian nó gọi là yếm khí. Thì các bạn là học lý hóa rồi này, các bạn biết là các bạn lòng cái giữa này, lòng sâu mà tay mình giữ thì nó xuống đều luôn đó. Thấy chưa? Cái băng keo này nè, đó mình làm thành cái miếng gì hay gì á, là ở trên mạng người ta bày là có một cái chai nhựa cao su, cái chai nhựa Vĩnh Hảo hoặc là chai nhựa gì đó,
nó bắt đầu là người ta mới cắt mỏng, người ta đưa cái cây cái cột buộc vào cái cây chứ không phải làm tay như quán đảo đâu. Quán đảo có tay cái gì cũng móc hết rồi đó, là mình mới làm như thế này đó, thì bắt đầu nó xuống ọt luôn. Tại cái này mình vừa làm mình vừa quay cho nên là các bạn thông cảm nha. Đó thì nói chung là đã ok đó, đã hoàn thành rồi. Bye bye các bạn nha. Nằm tầm bậy mà nó cũng trúng. Ok rồi, bye bye. Nhưng mà sau khi làm như vậy bắt đầu mình mới kiểm tra lại cái bồn. Hồi nãy mình kiểm tra là bồn ở trong này là chứa nước không, không có gì. Nhưng mà bây giờ ở ngoài sau nè các bạn thấy không, ở ngoài sau nè mình không sợ dơ à. Cái này là cái khẩu trang. Cái này là cái khẩu trang là của người phụ nữ, các bạn thấy đúng không? Nhưng mà quan đẩu sẽ cầm nó, quan đẩu không ngạt, rồi lát nữa quan đẩu sẽ khử khủng đó. Như vậy là coi như là cái ở trong này đó, ở trong bồn cầu mình nó sẽ có cái thứ này, nó sẽ có cái thứ này. Cho nên nhiều bạn không biết là nhiều bạn là đi mua cái loại thuốc rồi mà coi như tiêu tiêu đi những cái vật dụng mà khi họ giết trong cầu, chẳng hạn như băng vệ sinh của phụ nữ này hoặc là tóc tai. Nhưng mà đối với mình ứng dụng một cái cách dùng áp lực nhưng mà rất thành công. Mình làm cái bồn này là bồn thứ ba của nhà mình rồi. Tại vì bây giờ nó nói với các bạn mà mỗi lần mà gọi mấy cái bồn cầu này mà tới làm nó mấy ông biết không, mình nó thật luôn á. Mấy ông này không có kinh nghiệm mà có cái kinh nghiệm bán thôi, bán làm sao mà có lời. Còn khi mỗi lần gọi thì bay tới bảy đó. Như vậy là bây giờ cái kinh nghiệm là hồi nãy giờ mình chỉ cho anh em rồi, giờ bây giờ mình kiểm tra ở ngoài sau lại là mình thấy á, các bạn thấy á, phụ nữ gì đâu mà dơ giấy quá trời luôn. Người ta có đây nè, các bạn thấy người ta có đó, đây nè, có cái thùng rác. Mỗi phòng nhà nghỉ là đều có cái đây nè, các bạn thấy gạt tàn thuốc cũng có nữa, nhưng mà chơi gạt tàn ở ngoài luôn, bỏ thuốc ở ngoài luôn đó, nói như vậy thập cẩm mà. Đó các bạn thấy không, gớm không? Đó, như vậy là mặc dù là cái này nó nằm ở dưới mà mình không thấy đó. Tất nhiên là nó sẽ cộng lại là cái sự là không thoát được cái hơi đó. Nó chậm lại đó, gọi là yếm khí. Có lần mình mổ cái bàn cầu ra coi như không có một vật gì hết rồi đó. Nhưng mà mình sụp cái hình thức dán băng keo và mình làm như vậy đó, thì nó sẽ thành công đó. Và các bạn thêm một cái chi tiết này đó, thì các bạn làm nhà nghỉ hoặc là bất cứ một cái nhà của mình mà có người lạ đến là sẽ xảy ra những sự vụ này đó. Băng keo mình mới đi mua nè, khăn khô có nè, kéo nè đó, mình mua là băng keo là hai cuộn, nhưng mà đây là một cuộn không hết đó. Còn máy quay thì tự mình quay thôi đó. Cho nên là nó sẽ ghi lại những hình ảnh này để cho các bạn xem đó, cái phòng cầu của mình như thế. Ôi ôi, nhưng mà coi như họ ăn ở như thế nào thôi. Đến đây mình cũng xin chào các bạn à, nói lời chia tay và những kinh nghiệm gì đó quanh đầu truyền lại cho các anh em mình cố gắng làm cho được. Ok, vấn đề như ngày nào. Vấn đề như ngày nào.